xã hội đen Đông Nam Á đáng sợ đến mức nào. Hai chiếc xe cảnh sát này đi nhầm vào địa bàn của chúng, thì đám côn đồ đã xả súng liên hoàn vào chiếc xe. Hai tài xế vô tội cứ thế chết thảm trong tay chúng. Sau đó chúng đưa xe cảnh sát và súng về căn cứ, mà những thi thể của cảnh sát thì lại bị vứt bỏ bên đường. Đây chính là hang ổ tội phạm khét tiếng nhất Jakarta. Tất cả những tên côn đồ máu lạnh đều ẩn nấp trong tòa nhà cũ này. Mà người đứng đầu băng đảng này là ông trùm xã hội đen khét tiếng Tama. Lúc này hắn đang xử quyết những cảnh sát ngầm đột nhập vào băng đảng, nhìn đồng nghiệp lần lượt bị bắn chết. Anh gián điệp béo sớm đã sợ phát khiếp. Xem ra hôm nay anh ra đường có xem giờ hoàng đạo. Anh thoát chết xong vẫn chưa kịp vui mừng, thì Tama đã mở hộp tủ ra. Giữa đạn súng và chiếc búa, hắn đã chọn công cụ giết người thú vị hơn là chiếc búa. Sau đó hắn từ từ đến gần anh chàng tội nghiệp. Nỗi sợ hãi về cái chết khiến đồng tử của anh co lại, nhưng anh vẫn không thể thoát chết. Ở bên khác, đội cảnh sát trang bị vũ trí vừa nhận được một nhiệm vụ bí mật. Đội trưởng Gia Cơ nói với họ, mục tiêu hành động lần này là tiến vào tòa nhà giải cứu con tin. Tất cả những cảnh sát đều vô cùng căng thẳng, bởi vì người họ sắp phải đối đầu là ông trùm máu lạnh nhất thế giới. Rất nhanh sau đó đội cảnh sát đã đến được căn cứ của Tama. Họ bắt buộc phải san bằng tòa nhà này để bắt gọn băng đảng về xử tội. Tiếng ra lệnh của Gia Cơ vang lên, cuộc đột kích cũng chính thức bắt đầu. Họ giải quyết sạch sẽ tên gác cửa trước, sau đó âm thầm tiến vào tầng trệt của tòa nhà và bắt lấy tên tay sai đang say giấc nồng. Nhiệm vụ ngày càng gấp rút, đội của Gia Cơ thuận lợi lên được tầng 5. Lúc này một cậu bé đi ra từ nhà vệ sinh, thấy dáng vẻ đáng thương của nó, Roma liền buông lỏng cảnh giác, nhưng anh đã đánh giá thấp thủ đoạn của cậu bé này. Không được động đậy. Kẻ địch đến. Viên đạn lập tức xuyên qua cổ họng cậu bé, nhưng cậu vẫn kịp thông báo cho đồng bọn ở lầu trên. Gia Cơ chạy theo cố gắng chặn cậu bé lại, nhưng cuối cùng vẫn đã muộn rồi. Cậu bé nhấn hệ thống báo động vào dây cuối cùng khi bị đẩy ngã, khiến cho đội của Gia Cơ lập tức bị Tama phát hiện. Hắn ta vội vã lệnh tay sai bắt đầu hành động. Lúc này một cảnh sát vừa ra ngoài cửa sổ kiểm tra tình hình thì đã bị bắn một phát vào đầu, làm đội cảnh sát trở nên rất hỗn loạn. Tiếp sau đó, tên côn đồ mặc áo ba lỗ màu trắng liền nhân cơ hội giở trò trong lúc không chú ý. Chỉ thấy hắn đưa hai tay đằng sau ra trước, chậm chậm lấy ra cây mã tấu dài ngoằng. Cứu mạng, cứu tôi với. Đứng yên đó đi. Tầng 5 đã xử lý xong. Tama đang ngồi trên tầng cao nhất bắt đầu suy tính. Hắn ta dùng tay bấm nút loa không ngừng khiêu khích đội cảnh sát. Xin chào những người anh em. Hãy bấm like video ngay sau khi xem xong phim nhé. Nếu không tôi sẽ không cho mấy người xem tiếp tập 2 đâu. Yêu quý vị rất nhiều. Giờ thì gay to rồi. Hành động của đội cảnh sát của Gia Cơ đã bị bại lộ. Cuộc đánh lén được lên kế hoạch trước bắt buộc chuyển sang tấn công trực diện. Mà ngay lúc này, cả tòa nhà đột nhiên bị mất điện. Đội chiến đấu đột nhiên chìm vào trong bóng tối. Tất cả những cảnh sát không dám phát ra tiếng động. Sau đó chuyện không mong muốn nhất đã ập tới. Một cảnh sát trong lúc hoảng loạn đã bắn ra một viên đạn. Cũng vì viên đạn này đã khiến cho cả đội bị lộ tung tích. Đội cảnh sát bị đột kích thương vong nặng nề. Giờ đây chỉ còn lại một số cảnh sát khác. Dưới sự vây kín của đám côn đồ, đội cảnh sát bị nhốt trong phòng không có đường lui. Ngay lúc nguy cấp, một anh cảnh sát đã dùng cây dìu nặng trịch bổ xuống sàn nhà, cuối cùng đã mở được một lối đi nhỏ trước lúc côn đồ xông vào. Đội trưởng Gia Cơ nhảy xuống trước, nào ngờ lại bị mấy tên côn đồ tấn công. Những cảnh sát khác cũng theo sát sau lưng. Hai bên bắt đầu lao vào tấn công nhau. Lúc này một cảnh sát còn muốn làm lại như ban nãy, nhưng anh vừa nhấc dìu lên thì đám côn đồ dưới lầu sớm đã nhìn thấu được chuyện này. Đến cả người đồng đội chạy đến cứu cũng bị bọn côn đồ giết thẳng ngay tại chỗ. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu.
Rama biết rõ họ không thể tiếp tục đánh nhau, thế là anh đã lấy bình ga ra nhét vào tủ lạnh, rồi cùng hợp sức với đồng đội đẩy tủ ra cửa. So với việc chờ chết ở đây, thì không bằng liều một phen với chúng luôn. Tôi sẽ ném lựu đạn, cậu phụ trách di rời tủ lạnh. Sức công phá của quả bom tự chế thực sự quá lớn. Trong phạm vi 200m2 dường như chẳng còn ai sống sót, nhưng Rama cùng vài đồng đội lại vẫn còn sống. Anh vội vã dìu người đồng đội bị thương rời đi. Còn đội trưởng Gia Cơ thì phụ trách dẫn đường cho họ. Đồng thời lúc này, tiếng nổ lớn đã làm Tama trên lầu giật mình. Hắn ta lập tức lệnh hai tay sai của mình đi xem tình hình. Maddox đưa hai đàn em đi riêng một ngả. Nhóm còn lại có Anji cầm đầu thì chọn cách đi thang máy. Đột nhiên, Anji lấy dao găm ra và giết chết hai tay sai của mình. Tên côn đồ hoang mang còn muốn phản kháng, nhưng lại bị anh đâm xuyên cổ họng. Hóa ra ban nãy, anh ta đã vô tình nhìn thấy em trai Rama của mình trong camera, thế nên mới quyết định phản bội Tama để cứu em trai. Ở bên khác, đám côn đồ đang đi tìm kiếm những cảnh sát còn sống sót. Chỉ cần thấy ai còn sống thì sẽ giết ngay tại chỗ. Vừa hay lúc này, Rama vừa đi đến tầng 7, thì liền đụng phải tên côn đồ mang vũ khí. Nhưng do bị đồng đội kéo chân nên chân tay anh rất bất tiện, Rama không thể không đặt đồng đội xuống để đánh trả. Cuộc chiến ác liệt cũng chính thức bắt đầu. Dựa vào võ công hơn người, nên Rama đã nhanh chóng hạ gục được đám côn đồ. Nhưng kéo lê đồng đội chạy đi cũng không phải cách. Thế là anh liền gõ cửa nhà Gofa để cầu cứu. Nhưng Gofa dường như không muốn phiền phức, bởi vì một khi bị Tama phát hiện, thì cả nhà anh sẽ rơi vào nguy hiểm. Sau một lúc do dự không biết làm gì, Gofa đã mở cửa cho họ vào. Gofa vội vã giấu họ vào sau bức tường tách rời. Rất nhanh đám côn đồ đã xông vào, rồi bắt đầu lục soát cả căn nhà của Gofa. Lúc này tên côn đồ người Latin liền phát hiện ra điều gì đó. Thế là hắn lấy cây mã tấu ra rồi đâm liên hoàn vào tường. Rama nhịn lại sự đau đớn do bị rạch ra, rồi dùng tay nhẹ nhàng lau sạch vết máu. Xem ra tên côn đồ không hề phát hiện ra hai người, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi bước ra ngoài. Sau khi thoát chết, đồng đội Bo-Âu bị thương quá nặng không thể di chuyển, nên Rama quyết định sẽ để anh lại nhà Gofa, sau đó một mình ra ngoài tìm giúp đỡ. Anh cẩn thận đi qua những thi thể, nhưng vẫn không thoát khỏi được tầm ngắm của tên côn đồ. Hắn ở đây. Trận chiến tử thần này thực sự quá ác liệt. Rama vốn muốn đi ra tìm sự giúp đỡ của đồng đội, nào ngờ lại bị tên côn đồ bắt gặp. Anh tóm lấy tên côn đồ rồi kéo hắn ra ngoài cửa, sau đó ném hắn xuống từ trên lầu cao. Rama còn chưa kịp vui mừng thì một đám côn đồ khác đã truy đuổi đến. Anh xông thẳng lên tầng 7, nào ngờ lại chạy đến ngõ cụt, thấy tên côn đồ gọi thêm đồng bọn đến, còn chặn con đường duy nhất. Rama hiểu rõ, chỉ còn cách giết hết chúng thì mới thoát được khỏi đây. Tiếp sau đây, chiến thần Rama mạnh mẽ sẽ chính thức mở màn cho cuộc thảm sát mới. Đám côn đồ này thực sự rất lì đòn. Lúc này Rama đã mệt không thở ra hơi, nhưng tiếng bước chân lại ngày một nhiều hơn. Rama chỉ có thể liều một phen. Anh vồ lấy tên côn đồ rồi nhảy từ tầng 7 xuống. Cuối cùng họ đã rơi xuống ban công. Tên côn đồ làm đệm cho anh đã chết ngay tại chỗ, còn Rama lại sống sót được thêm lần nữa. Nhưng chấn thương nặng khiến anh bị choáng ngợp. Anh loạng choạng đi ra khỏi căn phòng. Đột nhiên có một người bí ẩn kéo anh vào trong, mà người cứu Rama chính là anh trai Anji. Anh em thất lạc nhiều năm lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Khi hai anh em đang ôn lại chuyện xưa, họ hoàn toàn không hay biết sát thủ thực sự đang âm thầm Suat hiện. Ở bên khác, đội trưởng Gia Cơ cùng đồng đội đang nghĩ cách thoát thân. Anh không thể hiểu được nhiệm vụ đột kích bí mật lại bị bại lộ một cách dễ dàng như vậy. Anh tức giận hỏi Oazu rốt cuộc ai là gián điệp.
nhưng tên gian xảo này lại một mực chối tội. Hết cách, Gia Cơ chỉ đành đi ra tìm tung tích của đồng đội. Nhưng khi anh vừa mở cửa thì một khẩu súng đã chĩa vào đầu anh. Người đến chính là tay sai của Tama là Mad Dog. Xem ra lần này Gia Cơ đã hết đường sống, bởi vì người anh sắp phải đối đầu chính là sát thủ số 1 Đông Nam Á. Mad Dog rất hiếu chiến, hắn tự tin thả súng xuống, định sẽ đấu tay đôi như hai người đàn ông thực thụ với Gia Cơ. Nói chuyện bằng thực lực nhé. Mad Dog không hổ danh là sát thủ cừ khôi. Những cú đánh của hắn ta đều rất mãn nhãn. Mad Dog bé con dễ dàng hạ gục được Gia Cơ vạm vỡ. Lúc này Gia Cơ vẫn đang vùng vẫy, nhưng Mad Dog đã nhanh tay tóm lấy đầu của anh, rồi bẻ gãy nó ngay lập tức, khiến cho Gia Cơ tắt thở ngay tức thì. Đồng thời lúc này, sau khi hai anh em nói chuyện một lúc, Anji không thể không quay về báo cáo, mà Rama cũng đã vô tình nhìn thấy thi thể của Gia Cơ. Giờ ba người họ đang tiến gần hơn tới cái chết. Nhưng Rama không muốn ngồi chờ chết, anh quyết định sẽ tự tay giết chết đám tội phạm này, thề rằng nhất định phải đem Tamata về quy án. Nhưng anh không biết, Anji lúc này đã bị Tama phát hiện ra. Bởi vì hắn ta đã chứng kiến tất cả qua camera. Tama liếc mắt một cái, Mad Dog lập tức ấn Anji lên bàn. Sau đó Mad Dog liền treo Anji lên hành hạ anh không ngừng, tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp tầng lầu. Mà vừa hay Rama đi đến đã bắt gặp cảnh này. Rama vô cùng phẫn nộ, anh quyết định phải giết chết tên Mad Dog đáng chết. Hai người nhìn nhau, cuộc chiến đẫm máu cũng cứ thế bắt đầu. Thế mà Mad Dog vẫn ngông nghênh như cũ. Hắn ta chủ động cởi trói ra cho Anji, sau đó ra hiệu cho hai anh em cùng xông lên. Không hổ danh là sát thủ số 1 Đông Nam Á, hai đánh một đối với hắn cũng chẳng nhằm nhò gì. Sau một hồi giằng xé, hai em bị đánh đến mức hết sức phản kháng. Đối đầu với tên sát thủ khát máu, Rama cũng chỉ có thể nằm yên chịu trận. Mad Dog cảm nhận được sự sung sướng khi giết người, hắn ta khóa cổ Rama lại. Rama không muốn chết điên cuồng vùng vẫy. Đừng đánh nữa mà. Đúng lúc đó, Anji nhặt mảnh vỡ bóng đèn lên, đâm xuyên qua cổ của Mad Dog. Đánh lén như vậy giang hồ sao nể, vốn nghĩ Mad Dog sẽ cứ thế chết dần. Nào ngờ hắn ta lại càng hăng hái hơn, hắn điên cuồng tóm lấy đầu Rama rồi đập mạnh xuống đất. Mad Dog thực sự là quá mạnh, nhưng do mất máu quá nhiều nên hắn đã kiệt sức. Rama chớp cơ hội đánh gãy tay hắn, sau đó tấn công liên tiếp tới, cuối cùng dùng một cú đánh chí mạng để kết thúc trận đấu. Mad Dog cũng gục xuống, Rama vội vàng rạch một đường vào cổ hắn. Cuối cùng hai anh em đã may mắn thắng được trận ác chiến. Ở bên khác, gián điệp Wazu đã xông vào chỗ của Tama, nhưng hắn không có ý định giết ông ta, mà lại muốn lợi dụng ông ta để rút lui an toàn. Nhưng Wazu không ngờ, Tama liền nói ra sự thật hắn đã bán tin tức cho ông ta, mà những quan chức biết thế sẽ không tha cho Wazu. Wazu biết chắc mình khó thoát, nên đã bóp cò tiễn Tama về Tây Thiên, mà thứ đang đợi hắn chính là những tháng ngày tù tội. Anji từ đó đã trở thành ông trùm nơi đây, hắn tiễn em trai cùng đồng nghiệp đi, sau đó quay người tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp đen tối.